lan có một cái tin uh, liên quan đến giữa người Ukraine và Việt Nam, ừ. và cái tin này khá là là thú vị. Đó là quý vị biết rằng là uh, ông uh, nhà tỷ phú giàu nhất Việt Nam, ông Phạm Nhật Vượng. Phạm Nhật Vượng là ông là từng ở Ukraine, oh. uh, nghe, ông đi uh, du học ở khối giống như là khối Liên Đồng Xô Đông đó và dạ, Liên Xô rồi sau đó mà khi Liên Xô tan rã đó thì ông qua bên Ukraine để mà ông ông làm việc bên đó, ông làm nhiều thứ mà trong đó có cái chuyện luôn cả chuyện mà mở cái 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 công ty mì gói, sản xuất mì gói vân vân. Và cái đó là cái giống như là một cái nền để bắt đầu từ đó ông cùng với nhóm nhiều những cái nhà mà tỷ phú khác ở Việt Nam bắt đầu ăn nên làm ra để mà từng bước từng bước tiến lên thì ngày hôm qua đó ông đã có một cái một cái quyết định đó là ông trợ giúp cho những sinh viên và giáo sư người Ukraine mà hiện đang học ở hiện đang ở Hà Nội á ừ. sẽ được cả 3 tháng có nghĩa là toàn bộ chi phí ăn ở học hành tất cả luôn là đều được miễn phí hết ngay tại cái trường đại học của ông à, bây giờ ngọc lan mới biết rằng đó là ngoài những cái chuyện mà xe hơi ngoài những chuyện mà kinh doanh bất động sản thì cái tập đoàn vingroup của phạm nhật vượng á, còn có một cái trường đại học nữa gọi là trường là ving university thì riêng cái tin mà phạm nhật vượng um, đài thọ toàn bộ cái chi phí ăn ở đó thì nó được cái cái facebook của đại sứ quán ukraine tại việt nam người ta cũng đưa cái tin này lên nữa người ta đưa cái tin này lên nó nó có cả bằng tiếng anh nữa mà sao mở cái này ra nó chỉ có cái cái facebook này bằng tiếng ukraine thôi nhưng mà ngày hôm 22 tháng 3 đó thì đại sứ quán ukraine tại hà nội người ta cho biết là họ rất là cảm ơn về cái chuyện này trường à cái cái tin chính xác có nghĩa là phạm nhật vượng chi phí cho toàn bộ khóa học 3 tháng là có cả tiền vé máy bay khứ hồi visa học phí bảo hiểm y tế uh, chi phí sinh hoạt nghĩa là những ai mà là ukraine á, người ukraine á, thì có quyền uh, có quyền giống như là nộp cái cái đơn để đúng rồi uh, gọi là study away Vin University có nghĩa là sẽ nộp cái hồ sơ này và được đài thọ toàn bộ những cái chi phí này. À, còn cái trường đại học có tên là Vin University á, thì nó lại ở Hà Nội. Nó ở Hà Nội mà nó ở trên một cái khuôn viên. Á, bây giờ nó biết nó lớn không thể tưởng tượng. Wow. Nó ở trong một cái khu đất vàng à, và cái trường này á, là được thành lập từ hồi năm 2019 với cái cái tiền đầu tư của à, tập đoàn VinGroup vào đây đó là nó khoảng là 260 triệu đô la. Mà thấy khi mà mình vào trong cái website của cái trường này mình coi đó thì chủ yếu là bằng tiếng Anh nhiều hơn. Hiện bây giờ đó thật sự cái trường này nó có hoạt động chưa thì mình chưa có biết nhưng mà khi nó thành lập là năm 2019 rồi xong rồi sau đó đến năm 2020 thì thấy rất là khi mà đi research thì rất là nhiều báo chí viết về ở trường này nó như thế nào nó đào tạo cái gì rồi nó liên kết với những trường nào trên thế giới nói chung là mở ra thấy là một cái triển vọng cũng rất là là uh, sáng lạn nhưng mà uh, cái quan trọng đó là cũng thấy được là ông phạm nhật vượng là từ ukraine cho nên là ông đã có những cái cơ hội ở trong nghề nghiệp thì bây giờ đó cũng là một cái cách giống như là để giúp đỡ lại cho người ukraine